chúc lời, chúc lời Huế Phong. Tề tay tiên giòn chén, hiện tượng kịp bàn cha ô long. Ông bảy hiện đáng thương kịp bàn đà, mẫu đơn sân trà mà lòng tình. Để lúc nhàn hoàng bảy ngày hiện vui, có mấy hồng trà ba chén khuyên bởi thanh lương mỹ vị. Thanh lương mỹ vị ngọt bùi đủ vị tân đa tân đa tân ngọt bùi kỳ tân. Tiếc thương hương trà mình cười, tiết ní hương mùi trà thủy tiên dòng hương mà mỹ vị quỳ sâm trước ăn đi tiền liền. Tu nhân mà tích chứng đức nghĩ cho điều gì
con vẫn còn đang hát đi à, chứ ông bảy con, ông bảy con vẫn còn vừa say sưa. Sáng cô liễu và ô xưa còn say sưa ông bảy vẫn còn ô xưa chứ còn say sưa ông bảy vẫn con nhang đệ tử đi nơi nối vào sơn bà sơn sắc ngô sắc ngô ni phạt ở sơn nên bà hòa sơn bắc ghế hồ ở sơn nên bà hòa sơn bắc ghế hồ sông ná ở trên đời tiên ná dòng bạc chảy để xôi làm chi cuối cùng cũng ngã chẳng mà đem đi cũng chẳng để làm gì cho ai cho nên đã có lòng và có tay ra chung sống phải thật là hạnh phúc để hưởng những gì hoàng bảy sắp ban cho ông bảy phải ban rằng này họ nguyện nơi cứ phải thành kính mà nhất tâm dốc lòng trên theo mà phật thanh giữ chỉ đồng bờ thân ông bảy cũng ban rằng này họ quên nơi uống nước thì phải nhớ tới nguồn đời sau này có đắc tài sai lộc phải nhớ hố này đồng thầy đã sẵn nắng dịu như cây muôn tốt đã lá xanh cành nhờ tươi lan thời lan tốt nay ông vun nắng hồng xanh khi thanh nhàn nở giờ sách thanh ra xem chữ đề đức ngã nắng mà tương tuy buổi chiều hôm nay để ông bảy còn ngồi say sưa một là tí với bảy tàu hôm qua nam mắt tàu bắc đầu số nghề trần gian tàu ông chép biên họ con này thành tâm tu đức lại thảo hiền tu tâm tình đức ông bảy chép biên hai chữ đức thọ trần bao ngược chiến đi hại người chẳng ở trước thời sau lối nhầm mờ hoang xa chi đâu sở nguyện ông cho được như ý hai chữ sở cầu ông cho được ông
cầm mà con này mừng ông lấy chiếc tội và chữ phúc để mà con. Này trần gian ơi đừng có vội khoe rằng ta đây đã trọn vẹn muôn phần nợ, chứ tâm chữ đức mà rơi mất ông bảy cầm con sao cho. Đất Lào Cai là nơi dùng phó đền bảo cạnh nhà thu hoa viên nước chiều chiều mạn hàn cõi thiên sắc thần ông để lại hiệu hoa xuyên. Giáo trong trần sông pha nghiệp số cạnh anh hùng ngờ mặt nặng đỡ thú sông chơi bóng hoa đăng tối nay xoay tỏ bậc anh hào dẫu cánh tí thì cũng siêu vui thế. Ai hay biết rằng trần ai chỉ kỳ có hay chăng lớn lòng trang si lúc đêm xuân. Sao vi vu nghe như dục như mấy phần nợ cho bỏ lúc ông bảy phong trần bị non nước. Vượt thượng quyền nở trăm hoa đua nở đã chơi trăng thì biết tình trăng sơn chi cao hỏi khách chị hằng sớm tối nguyệt mà càng thêm cảnh sắc. Tiếc mở phủ ngày đầu xuân khi bát đúng thành phong minh nguyên tỷ thú danh tôn chẳng chưa già thì núi hãy còn non chẳng chưa khuyết thì trăng vẫn tròn với núi. Rượu một bầu thơ tiên một túi sao trăng thanh ông bảy làm bạn với non sông. Đêm nay ngồi trên sườn non ông lại ngắm bóng chị hằng lại nhớ câu sông có lúc đời con người ta trên đời có lúc. Thiên sinh nhân hà nhân vô lập địa sinh hào hà thảo vô tâm hay ông bảy con đã chẳng gió nào xếp chỗ chị hằng mà trêu khách văn nhân. Bát vạn hùng binh lệnh ông bởi chiến bát vạn hùng binh kiệu vàng tam thiên rước ông về bảo hòa có đôi huyền thanh gia sơ thang quý đông ngày lành sơ thang quý đông tiêu phòng cửa sổ treo cung non đoài lịch sử tốt tươi hoàng mười lịch sử tốt tươi ngồi ở trên trời tuyệt trần tứ phương.
thốt ngọc cầm tay vòng vàng. Thốt ngọc cầm tay cổ đeo kim khanh chân hài đi theo hoa y. Mẫu vua cha theo hầu, thánh mẫu vua cha nâng niu như ngọc và như hoa trên cành. Độ xuân xanh nghĩ tuổi vừa, trừng độ xuân xanh nghĩ anh hùng nhất mực nghĩ tài danh tuyệt trần. Phụng gia ông hoàng mà đến ngày nhang khói đắc nhang phụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Để chức công đồng dâm quan, để chức công đồng vòi thu tịnh mã, để tấu trả hoàng thiên. Thank you.
tự nhập thân. Hoa khai quả kết vạn cảnh xuân. Tay tiên ông mười bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình. Trông lên đỉnh giáp non thần thay quan hoàng thập ngài xuất ở trên ngàn. Thung dung cũng cơ thành bàn, sang nghe tiếng hát tiếng đàn mà thông nhìn lên ngọn núi chân đèo, xuống trong nước chảy trúc reo ở quanh sườn. Đi xa thoáng thoảng mùi nhang, không bằng một khóm xa hương nay giàu gần. Tôi nhích lại cho gần ngờ, ngắm hoa rồi lại tần gần hoàng đương xa. Đôi mắt nhìn thăm thăm phương xa, kìa đôi chim mẹt nó đà mà tung bay. Cảnh trời tươi đẹp lắm thay, nhìn xem cảnh ấy lòng này hoàng mến yêu. Bông hoa thơm đua nở trăng chiều, hải đường chung chim non đông mười là vạn nhân. Hoặc là tài tử danh nhân bước vô trong động tay bước những chiếc mảnh mảnh. Chú tiểu đồng đón đã xa mời, mời đức hoàng thập ngài ngồi ngay bình thơ. Trong hoa con lại nhớ tới tiệc ngọc hôm nay văn con thình bóng ông mười ở trong tình nghề. Tay tiên giòn chén rượu đào, nhất tuần sơ sâng lên điện ngọc, kinh vua tạ mẫu thờ Huệ mới sâng mời. Làm mời sức quan hoàng người xơi, các cô dâng mời sức quan hoàng người xơi. Để tay tiên đi chúc chúc ngang chén rượu, nhị tất ná sinh nên là bệ ngọc ta ta có nâng mơ. Là mời giữ đức hoàng người xưa, hoa sử giữ quán hoàng xưa. Tạm bồi chúa công diệu đào, sáng tám tuần chúng dâng lên đa kinh vua, sắp vào tạ mẫu để các cô dâng mời. Là mời sức quan hoàng người xơi, các cô dâng mời cũng là mời sức quan hoàng người
họ ơi, sông Lam hồng linh đẹp như tranh, mà tạo hóa xưa kia đã lập muôn thua ở núi sông con bên nở vương đất Nam Đàn xứ Nghệ con đi đàn dâng tiếng ca cầu cho bách xa theo về minh giáng đến con hoàng mười loan xa hoàng ban tài trong kế ông trong buôn dân trong Nam Việt mình chúc cho vị hoàng bóng đẹp đồng sáng buôn bán hạt tài gia đình cháu con bình an nay tài lộc hoàng ban cho các ghế trên trần gian cho chúng rất an lành nhà nhà an khang nay ghế ông nhất tâm hoàng xa ngự vui vui với đồng vui với đền vui với đời hoàng vui tiếng cười nhớ mãi hôm nay chén rượu quỳnh 12 tiên nữ kinh dâng quan hoàng ngây ngất ngất ngây tâm hồn trên cõi trần gian chúc cho quê hoàng bóng đèn đồng sang một năm cát khánh huy trăng non đời bao tuổi thì trăng già già đúng đó trăng non đời bao tuổi thì trăng già chữ ghế đồng thầy họ Nguyễn năm nay chính thức là bao nhiêu tuổi mà sao đẹp hào hoa trầm hương bay ngát hương trong đền hương lòng chân quý nguyện dâng lên đệ tâu thánh tôn hòa đàn chàng hôm nay con nguyện xin thành ông ngự về tỏ lòng nhật thơ kính nhã xin hoàng mời đỗ cho các ghế vẻ vang sầu sáng khúc văn ca để tấu sấp sông mây quỳnh nhà tiên ca vô gió mát hương bay khấn nguyện thánh ông đã về đây phút long xa quan hoàng loạn xa rẽ mây bồi đàn
luyện thần thông thánh hoàng đô sân đất. Nay sáng lâm cõi chân sàn, phúc ân hoàng chiếu ân gia hộ họ khang. Dâng khúc ca thành tâm, dâng nga tính tô ông người, hương nga khói bay ngập trời ngạt ngào khắp muôn ngàn nơi. Ước mong thành ông khuôn phù độ trì cho ghé ông bình an. Cung nga đàn xin tâm thành nhạt, tâm thành truyền nhân na đam say cung bậc. Tâm thành nhạt cung kinh nguyện dâng, kinh mong thành ông khuôn phù độ muôn nhà phúc xuyên thu lại. Vì ông đã nhất tâm tiếng bày đàn tràng, nhất tâm vì ông. Câu hát dâng lên kinh mong thánh hoàng độ cho chúng con nguyện muôn đời tựa nương vui xin hoa gia hộ độ. Chờ mà chờ chẳng là chờ ai mà thờ, mượn cánh nhạt nhắn gọi câu thơ đến cung ngã quảng hàn đà hỏi tiên đi nữ sao nàng không ra ngự chân gian đà để cung hoàng vui vài chén cạn. Miền cung nga quảng là miền nga cung nga quảng tiên nữ thu mây đáp lại ghế quan nga hoàng hẹn người quân nga từ khi về đây về đây về đây. Tiếng nga hoa nở vui hết nga đêm nay, vui hết nga ba ngày. Mong từng giây từng giây từng giây chỉ được cùng hoàng buồn cho thật say. Quan hoàng người nghe tiếng vỗ tay miệng cười gần gần đây. Cô bé trên ngàn xinh thay cô bé trên ngàn bầu trời cảnh Phật phong nga quang bốn mùa. Cảnh mảnh Phật phong nga quang bốn mùa trên bát ngát trăm ma hoa đua nở rí. Cảnh cảnh bầy cầm bà thú đua chơi. Chim bay phật mê phối màu
Tiếng cô ấm môi cười
và phải đất ngây tóc cô xanh biết màu vầy. Bể khổ sông mê, ai còn chưa tin việc thánh thì ắt sẽ bể khó yên. Cô cho bạc là cô cho tiền nợ, cho buồn cho bán, cho chức quyền lên cao ý. Tươi quả ngọt hai chữ giàu sang một nơi. Về cô bày hết trên ban công đồng xa. Dòng hoa hướng dương, hoa hải đường thực dược mà thiên sứ, hoa hồng bốn trinh nữ, hoa mai hoa ly, hoa bậm hoa nhài, hoa ly hoa ly, cô có cả vài nhành hoa câu. Thank you.
ngàn hoa mơ, trăm bông hoa đua nở bốn mùa, mùa xuân mùa hạ mùa thu, rơm ngàn hoa giá quý nở lúc đông xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sức nhiều đường nằm núi. Bàn tay ơi, cố chọn lối này, chọn lối này thôi. Đồi núi bao xa, lên ngàn có hai bông hoa. Hai hoa mang về đến đây, biết bao thanh đồng chờ mong ban khen. Biết bao thanh đồng chờ mong ban khen. Bên tôi chất đi hai vượt tuyết treo non đợt lưng trời tiếng sao veo vọt đợt ia có hái hoa hồng ngờ sân châu đệ nhất đền dòng bàn khen đã mùa hè cô hái hoa sen sân châu đệ nhị trên đông cuồng thượng than đã xuất là sân cô hái hoa hồng làn đã sông về tấm châu đền hàn thoại cung đông sang hái hoa phù dung sân châu đề tứ tùy tòng gấm say lên non có hái hoa nhảy sân châu năm thượng quản cai ngũ hành mẫu hoa đơn cô bè trên cành tuyền thành sơn trang thủy tiên cánh trắng nhụy vàng cô dâm châu bảy thương ngàn đánh linh núi rừng nước biết non xanh non xanh cô dâng chầu bát một nhành phong lan sông ngã sơn la đông tiếng vang cô dâng chầu kiểu cúc vàng đẹp tươi hoa hải đường sắc nước nghiêng trời cô dâng tinh châu mười trên mò ba phòng ma lan tươi thắm mặn mà
bé trước tòa sơn trang kia trăm hoa đua nhị trên ngàn chưa hay là chưa đủ vì còn chưa có đào ngàn xanh hai bận hai xoài cao phong cảnh đẹp cô đi vào hai cam mà trên sân trang lắm tiếng đồn cậu bé nhỏ tí tí tuy rằng cậu bé
cậu bái thượng thiên, nhị bái cậu bái lên thượng ngàn, tam bái cậu bái về Long Cung, tứ bái cậu bái tứ phủ Vạn Linh Công Đồng, ngũ bái cậu bái năm phương sứ giả các quan ở năm phương. Khám xét bản đền cậu về, khám xét bản đền xem ở đây các cụ đèn nhang thế nào, cậu về tâu đối tiếng nào. Cậu nghe tiếng đàn vang vang ở bên tai, uống chén rượu có đánh ván cờ cao thật là cao, tê tay tiên chúc chén đi rượu đào, nhất tuần sơ dâng lên kính vua dâng vào tạ bộ để các cô dâng mới là mời sức cậu hoàng sư. Rằng tay tiên đi hay chúc chén rượu đào, người vẫn đã dâng nên kinh mẫu các cô mới đừng mà mời đã mời giúp cậu hoàng sư. Đừng nhận đúng mà kể tần rượu thứ ba để các cô dâng mới là mời giúp cậu hoàng sư. Niệm chữ Di Đà cậu tâm tâm niệm mà chữ Di Đà vào hồ chùa yết na từ hái hoa để cậu tới mang về. Xuất hiện trên mây có một người xuất đã hiện trên mây. Trông cậu tài giỏi chứ lại đẹp trai, đẹp trai nhất vùng. Niệm chữ Di Đà cậu tâm tâm niệm mà chữ Di Đà vào hồ chùa yết tử hái hoa để cậu tới mang về. Thank you.
trông lên trời mà sao vàng 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 ơi à. Trên cung răng ai nên cung răng ai lên tới cung nguyện ai nên cung nguyện cho cậu hoàng tôi nhận gửi khách công trăng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lời cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, 11, 12 là hoa cánh bông hoa thơm, cánh bông hoa thơm, bông hoa nào tươi tốt, tươi tốt, bông hoa nào mà xinh đẹp, xinh đẹp, để cậu hoàng tôi nhặt ở trên mái đầu. Nơi đây làm ma đền nhiều phù ơi à, nhưng cậu ơi không đâu đẹp bằng phong cảnh bản đền mẫu Tam Giang, không đâu đẹp bằng không đâu không đâu mà khang trang, không đâu mà nhiều lộc bằng đền Tam Giang. Cậu đang ngự về trên tay cậu đang khắp tiền một nắm thật to, mà sao cậu tôi cứ dấp dứ, cậu chẳng ném sang kho cho vặn con đường ngỡ nhờ. Tiến cầu về xuống chân núi Trường Sinh, xa thanh xa hồi cung nghi tuyệt châu. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng.